chào quý vị, chào các bạn. Ông Joe Biden ông mới lên, ông muốn nói chuyện với dân chúng Hoa Kỳ. Đây là cái bài nói chuyện thứ nhì của ông từ ngày ông nhậm chức với đồng bào, với dân chúng. Thì bây giờ hiện tại ngày nghỉ bây giờ đó không? Họ đang xây dựng, họ đang củng cố và xây dựng những cuộc chiến mà họ đã có. Chẳng hạn như cuộc chiến của họ với lại Nga Xô ở bên châu Âu, ở Ukraine. Một cuộc chiến họ đang xây dựng và đang tham dự đó là cuộc chiến của Iraq với lại ở bên Hối Trung Đông. Và khi mà ông muốn đánh tiền thì ông lại nói lên cái sự ông đang xây dựng cuộc chiến giữa Hoa Kỳ và người Trung Quốc ở trong cái mặt trận Đài Loan. Ông vừa nói chuyện ông cái ngân sách mà để cho tăng cường cho ba cái mặt trận đó là hiện tại bây giờ tổng cộng là ông đang xin là 100 tỷ đồng, 100 tỷ đô la. Thì trong 100 tỷ đô la đó thì chia ra thế nào thì chừng nào họ chia thì mình biết. Nhưng mà rõ ràng là hiện tại bây giờ người Trung Quốc là một kẻ đối đầu với Mỹ. Mỹ, người Mỹ họ nói như vậy, người Nga Xô là kẻ đối đầu của họ, và khối Ả Rập là kẻ đối đầu của họ. Được Mỹ xem ra như vậy thì họ rất là hiếu chiến, họ nhìn thấy chỗ nào có đánh nhau thì họ rất là năng nổ, họ rất là sung sướng. Thì thế này hiện tại bây giờ họ đang cố, họ sẽ duy trì hai cái mặt trận. Một là mặt trận ở Ukraine để họ làm suy yếu Nga Xô. Một là cái mặt trận là ở bên Trung Đông để họ kiềm chế cái nhóm Hồi giáo. Và một là cái mặt trận của Trung Quốc để ngăn chặn Trung Quốc trở thành một cường quốc vượt mặt của họ. Thì đó là đại khái bây giờ mình có thể nhìn thấy như vậy. Nhưng mà đó là cái chuyện người Mỹ họ đang làm. Họ có làm thành công hay không, đó là mình cũng không biết. Tại vì đó cái đó mình chừng nào nó xảy ra thế nào thì mình biết như vậy. Nhưng mà mình biết là trong đó, trong ba cái mặt trận đó, thì người Việt Nam, nhà nước Việt Nam đã có cái sự hiện diện ở đó, một sự hiện diện rất là rõ ràng, rất là đứng đắn, rất là hùng vĩ. Hiện tại bây giờ ông Phạm Minh Chính ông vừa chấm dứt cái chuyện làm việc ở Saudi Arabia. Cường quốc to nhất của khối Hồi giáo, giàu nhất, to nhất và mạnh nhất Hồi giáo. Mình đang làm việc với người Trung Quốc, cường quốc thứ nền kinh tế lớn nhất thế giới bây giờ. Mình đang làm việc với lại Putin, và mình đang làm việc của Nga, cường quốc quân sự thứ nhì của thế giới. Và mình đang làm việc ngang hàng của bình đẳng với tổng thống Tổng thống Joe Biden của nước Mỹ. Việt Nam mình làm việc chất lượng lắm ạ. Không có ai có cái vị thế đó đâu. Mà có được như vậy là nhờ lòng dũng cảm, nhờ tài trí của người Việt Nam. Người Việt Nam là nhà nước Việt Nam, cái Đảng Cộng sản Việt Nam. Quay đi quay lại tất cả mọi người đều là bù nhìn. Chỉ có nước Việt Nam mình làm được cái điều đó thôi. Mình làm được cái điều đó là nhờ mình có khả năng của mình, có cái lòng dũng cảm của mình, mình có tài trí của mình. Mình có một cái sự khéo léo. Quốc gia mình được thanh bình và thịnh vượng như vậy là nhờ mình được lãnh đạo của một đảng cộng sản rất là nghiêm chỉnh, đàng hoàng, làm việc đâu ra đó. Với tôi nhìn hiện tại bây giờ, tôi nhìn tôi đang ở nước Mỹ, tôi nhìn cái lòng dân nước Mỹ nó bất loạn đi vì chiến tranh, bất loạn chứ phải không? Vì chiến tranh. Mình nhìn về Việt Nam, mình thấy Việt Nam mình được ngày được như vậy, có được cái ngày hôm nay. Quả thật là cái tài năng của cái đảng lãnh đạo Việt Nam, bên này cộng sản Việt Nam là coi như là xếp sau thế giới, không có ai qua mặt, không có ai làm việc nổi bằng cái lãnh đạo Việt Nam đó. Thưa cô, thì mình chỉ để ý cái chuyện này đó là khi ông Joe Biden là 1-2 là ông phải qua Việt Nam là ông nâng cấp, tôi chắc xin được toàn thi nhận. Thì giờ mình gặp lại ông người Nhật Bản đó cô,
hai năm trước là Nhật Hoàng là đã đến Nhật Hoàng và Hoàng hậu Nhật Bản đã đến thắp hương vào lăng viếng Bác rồi mới đây là thức thời là hai tuần lễ đâu mới tháng trước đây nè, Đông Cung Hoàng Thái Tử Nhật Bản rồi công nương vợ của ông là cũng qua Việt Nam rồi cũng vô lăng Bác đó rồi cũng... thì tôi biết cái này nè, những người mà muốn nâng cấp với Việt Nam, những quốc gia mà muốn nâng cấp để biến thành chiến lược đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam đó là họ ra làm Bác trước, lãnh đạo họ đến họ ra làm Bác, mà đi Nhật Bản họ gửi tới hai người chứ không có một người. Tức là thế này nè, tôi nghĩ cái lần kế thì tôi rất là mừng, mà còn rất là vui khi tôi nghe cô nói là ông phó thượng ông đến Nhật Bản kia đây rồi ông nâng ông nâng cấp tôi đối tác với Nhật Bản. Đó là một điều rất là thú vị của tại vì Nhật Bản, Hoàng đế Nhật Bản, Hoàng đế của họ Hoàng Nhật Bản đến vào lăng viếng Bác rồi khoảng chừng 1-2 năm trước. Rồi tuần kỳ vừa rồi là ông Đông Cung Hoàng Thái Tử Nhật Bản, tức là ông này ông sẽ làm vua Nhật Bản, Hoàng đế Nhật Bản, rồi sau khi ông này lên thì là ông tới, hai vợ chồng cũng tới, vua lăng Bác rồi thì gửi ra là đúng rồi. Đây là tôi nói cô nghe nè, cái ông thủ tướng Đại Lợi đó, cái thằng cha đó là cái người da trắng, không có giờ ông đến lăng nhiều quá mà ông đến Việt Nam, anh đi vừa rồi là mới cái trong năm nay là chẳng nhớ tháng mấy ông đến rồi ông cũng ra lăng Bác rồi ông đặt tòa ma đó, mấy cái người thằng cha mấy cái người mà thủ tướng lãnh đạo mà cứ đến Việt Nam mà ra đặt tòa ma lăng Bác đó là thế nào cũng muốn xin lên để tăng cường tôi thành đối tác chiến lược toàn diện của Việt Nam đó cô. Đúng như vậy đó cô ạ, tôi bao giờ tôi cũng nghĩ cái đến điều đó khi tôi nhìn cái quan hệ giữa Việt Nam với người Hoa Kỳ, đặc biệt là quốc Hoa Kỳ, cái nền ngoại giao giữa Việt Nam Hoa Kỳ là coi như là từ năm 1975 bây giờ đến bây giờ đó, cái này nó chỉ có người Việt Nam với lãnh đạo Việt Nam với lại cái Đảng Cộng sản Việt Nam làm được thôi chứ còn không ai làm được cái chuyện đó. Hoa Kỳ là một quốc gia rất là họ rất là trẻ và rất là họ rất có nhiều năng lực, tại vì họ trẻ mà họ đưa như thằng con trai 18 tuổi ăn to nói lớn làm cái gì cũng mạnh mạnh bạo, nhưng mà người Việt Nam mình đặc biệt là sau khi chiến tranh sau năm 1975 mình Hoa Kỳ cô người ta thua trận Việt Nam người ta rất nhục nhã, mà khi mà cái thằng cha mà nó nhục nhã rồi nó làm những cái điều rất là gan dở, nó bảo vệ Việt Nam đánh trả thù, nhưng mà Việt Nam cũng bằng cái đích đạt của một người trưởng thành của một cái văn hóa có tới 4.000 năm, của một cái lịch sử có đến cũng 4.000 năm đánh giặc ngoại xâm và một cái nền văn hóa rất là nhân bản, nền văn hóa của nhân dân rất là nhân bản và rất là dũng cảm để có thể phá vỡ được cái vòng vây của người vòng bao vây cấm vận của người Hoa Kỳ, rồi biến họ thành từ một kẻ thù truyền kiếp nặng độ trở thành người bạn đàng hoàng dễ thương. Tôi rất tâm đắc với câu nói là người Việt Nam đã thuần dưỡng được con đại bàng hoang dã Hoa Kỳ. Và quá thật là như vậy. Với Việt Nam bây giờ, người tôi nghĩ là tại vì người Việt Nam chiến thắng được Hoa Kỳ thì khi người ta chiến thắng ấy, người ta sẽ tịch thu được những cái mình kêu là chiến lợi phẩm. Thì cái chiến lợi phẩm sau cuộc chiến tranh ấy, thì nó gồm có hai phần. Một phần là cái chiến lợi phẩm về vật chất, súng ống đạn dược, cơ sở vật chất từ người Mỹ họ để lại, đây là cái phần thưởng vật chất. Nhưng mà thêm một cái điều nữa mà chắc có lẽ ít ai để ý được là cái linh hồn, cái tinh thần, cái linh hồn của quốc gia. Tôi nghĩ người Việt Nam mình đã thu phục được, đã nắm giữ được cái linh hồn của quốc gia Hoa Kỳ. Thành thử đó mình mới chinh phục họ được như vậy. Thành thử họ mình mới có thể thuần dưỡng họ được như vậy. Vì Hoa Kỳ là một quốc gia rất là đặc biệt, họ không có chịu thuần dưỡng ai, họ không có chịu nghe lại cả. Và tôi thấy là tôi đã nhìn thấy những cái sự thay đổi rất là rõ ràng của chính phủ Hoa Kỳ
khi họ giao dịch với Việt Nam, giao dịch Việt Nam và họ đã và họ đã dùng những cái điều gì mà họ đã nhìn thấy Việt Nam một cách rất là giản dị, rất là rõ ràng. Mấy ông cờ bạc thì mình cũng biết hết rồi, thì đó là những thành phần rất là nhỏ nhắn, nhỏ bé, tiếng nói không có trọng lượng, không có giá trị gì cả. Chứ đó mình cũng có để ý. Thật sự là mình không có nghe, thực sự là mình không có để ý. Tại vì mình biết là những cái điều họ nói, những điều họ làm, những cái suy nghĩ của họ không có giá trị gì cả. Không có giá trị mà khi mình nói không có gì là thiệt sự là không có giá trị gì cả. Không thay đổi được cái gì, không thay đổi được cái gì của nước Mỹ, không có thay đổi được cái gì của Việt Nam. Chỉ là những cái chuyện nói bâng quơ của những người không có nhà, không cửa, không hiểu gì cả. Mình và với tôi những cái tiếng nói đấy hành động đó mình có để ý thôi. Chào quý vị, chào các bạn, tạm biệt.